10 điểm review. Xin chào các bạn. Các bạn đã thấy cá mập nuôi dưỡng con người bao giờ chưa? Cậu bé này sống cùng bố ở một khu nghiên cứu trên biển. Cậu bé thường lấy cá trên cơm sushi của mình để cho bốn con cá mập ăn. Dần dần họ trở thành bạn bè thân thiết. Một ngày nọ, cơn bão ập đến, một chiếc vòi rồng lớn xuất hiện trên biển đánh tan trung tâm nghiên cứu. Cậu bé nằm trên phao cứu hộ và bị trôi lạc khỏi cha của mình. Chỉ còn một mình cậu trên biển, đám cá mập đang vây quanh cậu bé. Chuyện gì sẽ xảy đến với cậu bé dễ thương này? Mọi người hãy cùng 10 điểm review theo dõi bộ phim này nhé. Khi trôi dạt trên biển và bị đám cá mập vây quanh, trong đó có mấy chú cá mập mà cậu bé đã cho ăn thời gian qua để giúp đỡ cậu. Chúng cho cậu cưỡi lên lưng đưa cậu về nơi trú ẩn của chúng. Chúng huấn luyện cậu giống như một con cá mập thật sự. Dưới sự huấn luyện của đàn cá, dần dần cậu bé mọc ra vây cá, còn có cả mang cá ở bụng nữa. Răng cũng trở trên nhọn hoắt giống như răng cá mập. Cậu bơi rất giỏi và nhanh, lại có thể lặn dưới nước rất lâu giống như loài cá vậy. Mọi người gọi cậu là cậu bé cá mập. Peter là một cậu bé dễ thương và tốt bụng. Cậu đang câu cá bên bờ biển thì gặp cậu bé cá mập. Hai người nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Cậu bí mật đưa cậu bé cá mập về nhà. Tối đó bỗng dưng có một cô gái mặc một bộ đồ màu hồng xuất hiện. Cả người cô bé đều màu hồng, lại còn có những đường đỏ rực giống như dung nham. Peter gọi cô là cô gái dung nham. Cô bé nói với Peter cô cần cậu bé cá mập đi cùng mình. Họ có sứ mệnh phải giải cứu một hành tinh đang gặp nguy hiểm. Hôm sau khi Peter đến trường, cậu bé kể lại câu chuyện này cho các bạn cùng học trên lớp, nhưng không ai tin cậu. Mọi người còn ném giấy và chế giễu cậu. Ngay cả thầy giáo cũng nói rằng cậu hãy mơ mộng ít thôi. Peter trở thành mục tiêu bị bắt nạt của đám con trai trong trường. Chúng đuổi theo và giật lấy cuốn sổ của cậu. Ngày hôm sau khi cậu đòi lại cuốn sổ thì nó đã bị vẽ lem nhem. Quyển sổ thề là trở thành đồ bỏ đi rồi. Peter nổi giận ném quyển sổ vào mặt cậu bạn xấu tính. Hai người cãi nhau nảy lửa giữa lớp học. Thầy giáo có nói thế nào cũng không được. Ông trách mắng Peter. Lúc này ngoài trời nổi lên một cơn gió mạnh. Cậu bé cá mập và cô bé dung nham từ ngoài phá vỡ bức tường bay vào. Mọi thứ vỡ nát và quá đột ngột. Các bạn trong lớp và cả thầy giáo đều ngơ ngác. Họ nhận ra những gì mà Peter kể đều là sự thật. Cô bé dung nham nói với Peter, hành tinh nước đang gặp nguy hiểm, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Peter lần đầu tiên được các bạn trong lớp ủng hộ đến vậy. Cậu leo lên chiếc phi thuyền của cậu bé cá mập. Ba người cùng nhau đến hành tinh nước. Cô bé dung nham nói, hành tinh nước chính là do Peter tưởng tượng ra và trở thành sự thật. Những gì cậu từng tưởng tượng đều thành sự thật ở đây. Peter là cậu bé có năng lực đặc biệt. Cậu có trí tưởng tượng phong phú đặc biệt. Giấc mơ của cậu đều thể hiện trên hành tinh này. Nhưng đến hôm qua hành tinh trở nên u ám do có một tên quái vật điện tử. Hắn làm mọi cách để ngăn cản những giấc mơ của những đứa trẻ. Con quái vật thế nào mà lại có khuôn mặt y như thầy giáo của Peter vậy? Ông ta đã nhốt bọn trẻ vào một chiếc tàu bay và không cho chúng ngủ. Bọn trẻ không ngủ được khiến các giấc mơ bị ảnh hưởng. Các giấc mơ đang dần dần biến mất. Cậu bé cá mập xem đồng hồ, chỉ còn 45 phút để thực hiện nhiệm vụ này. Họ phải đi đến nơi bắt đầu của những giấc mơ phá hủy trạm điều khiển trên đó, như vậy mới giải cứu được hành tinh này. Ba đứa trẻ nhanh chóng nghĩ cách, họ phá điều khiển làm dừng lại tàu bay, thả đám trẻ xuống đất, rồi lại khởi động tại tàu bay đi theo đường ray đến xào huyệt của tên quái vật điện tử. Hắn thấy ba đứa trẻ đến, không nói gì mà lập tức dùng ổ điện tấn công đám trẻ. Cô bé dung nham bay lên, tiến đến chỗ quái vật, cô liên tục phun dung nham nóng bỏng vào hắn, nhưng hắn vẫn không chút hề hấn gì. Hắn bắn điện làm cô bé dung nham bị bắn ra xa. Về phía cậu bé cá mập, cậu đang phải chiến đấu với đám thích cắm, nhưng chúng quá đông, một mình cậu không thể chống đỡ được chúng. Cậu bị một sợi dây diện quấn quanh và hất tung lên trời. Ba người bị tên quái vật điện tử khống chế. Hắn ném cả ba vào bãi rác giấc mơ. Nơi đây là chỗ chôn vùi những giấc mơ đã cũ của bọn trẻ. Peter nhận ra cậu bạn robot mà cậu đã mơ đến hồi còn bé. Robot đã cũ mềm và rỉ sét. Robot nói với Peter đây là giấc mơ của cậu, cũng chỉ có cậu mới có thể sửa chữa nó. Peter liền thực hiện khả năng của mình sửa chữa cho robot, khiến robot khỏe lại như mới. Robot đưa ba người bay qua nơi này đến một khu vực của đồ ngọt. Họ đứng trên một chiếc bánh khổng lồ. Cậu bé cá mập dẫm phải một thứ đen xì và dính. Khi đưa lên miệng thử thì hóa ra đây chính là sô cô la. Họ nhận ra mình đang trong vương quốc bánh quy sữa. Họ đang đứng trên một chiếc bánh quy và trôi trên dòng sông toàn là sữa. Trôi đi được một lúc, họ nhìn thấy có hai người khổng lồ, một nam một nữ giống y như cha và mẹ của Peter. Người đàn ông nhặt chiếc bánh quy có ba đứa trẻ ở trên mà cho vào miệng cắn. May mà nhảy ra kịp thời, không thì ba đứa trẻ suýt thì thành thức ăn nhanh cho họ luôn. Hai người khổng lồ vui vẻ và rất yêu thương nhau, không giống như ngoài đời thực. Họ suốt ngày cãi nhau. Peter thở dài, nếu như ngoài đời họ cũng giống như trong này thì tốt biết bao. Ba người tiếp tục nhiệm vụ giải cứu hành tinh. Cô bé dung nham bảo Peter hãy nằm xuống và tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp, nhưng cậu bé lại nằm mơ thấy ác mộng. Quái vật điện tử cũng theo đó mà đuổi đến chỗ ba người. Ông ta còn mang theo một đám chó săn robot đuổi bắt ba đứa trẻ. Peter dũng cảm đứng lên chiến đấu, nhưng cũng nhanh chóng bị đám phích cắm giật cho dựng đứng tóc tai. Cô bé dung nham thì cũng bị đám phích cắm khống chế. Tình thế nguy kịch, cậu bé cá mập nói với Peter hay phát huy năng lực của mình, cứu vãn tình hình hiện nay. Peter nhắm mắt nhắm mũi cố gắng, cuối cùng cũng tưởng ra một chiếc thuyền chuối. Họ nhảy lên thuyền chạy thoát đám chó săn robot, nhưng đi chẳng được bao xa thì quái vật điện lại đuổi đến. Hắn nhanh chóng đưa ba người đến một nơi đặc biệt. Ở đây Peter nhận ra cậu bạn chuyên bắt nạt mình mới chính là trùm cuối. Tên quái vật làm việc theo lệnh của cậu ta.
cậu ta đã sửa lại giấc mơ trong quyển sổ của Peter. Điều này khiến cho hành tinh nước chìm vào u ám. Cậu bạn kia lên giọng với ba người tỏ rõ uy phong của mình. Cậu nói với cô bé dung nham rằng cậu ta sẽ làm cho mọi giấc mơ biến mất, còn chọc giận cậu bé cá mập bằng cách nhắc đến bố của cậu bé. Sau đó ba người bị nhốt vào trong một chiếc lồng sắt. Càng nghĩ càng tức giận, cậu bé cá mập sử dụng hàm răng sắc khỏe của mình cắn nát cái lồng sắt. Ba người thoát được ra ngoài, lần đến chỗ cậu bạn xấu tính kia. Nhân lúc cậu ta đang ngủ, Peter lẻn lấy lại quyển sổ của mình. Thông qua quyển sổ, Peter đọc lại những giấc mơ của mình. Thông qua đó, những vật đặc biệt xuất hiện trợ giúp cho bọn trẻ. Peter cũng đọc được thông tin trong quyển sổ, phải tìm được trái tim nước, như vậy mới cứu được hành tinh này. Ba bạn nhỏ trượt qua ống trượt băng đến một lâu đài băng. Trái tim nước đang được để trên tháp băng ngay chính giữa lâu đài. Peter leo lên lấy được trái tim nước, nhưng cũng làm thức tỉnh đám vệ sinh băng. Tháp băng cũng nứt ra. Peter liền ném trái tim nước cho cô bé dung nham. Khi vừa đụng vào trái tim nước thì cô bé đã bị đóng băng cứng ngắc. Công chúa băng xuất hiện. Cô giống y như bạn học Lily của Peter. Lily biến ra rất nhiều cột đá. Trên mỗi cột đá đều có trái tim nước. Nếu Peter tìm đã được trái tim nước thật sự thì nó sẽ là của họ. Cậu nhớ lại giấc mơ của mình. Cậu nói với Lily trái tim nước thật sự chính là viên đá trên chiếc vòng cổ của Lily. Công chúa tháo chiếc vòng xuống và đưa cho Peter. Cô bé còn giúp làm tan băng cho cô bé dung nham, mang viên đá quay lại chỗ cũ để khởi động lại hành tinh. Thời gian cấp bách, nhưng viên đá lại không phát huy sức mạnh của mình. Tên quái vật điện lại một lần nữa đuổi đến. Hắn chọc giận cậu bé cá mập, dụ cậu bé nhảy xuống nước. Ở dưới nước đã chuẩn bị sẵn đám lươn điện đối phó với cậu. Cậu bé cá mập nhảy xuống nước, đám lươn chích điện khiến cậu bé cá mập bất tỉnh. Cô bé dung nham thấy vậy liền nhảy xuống nước cứu cậu bé cá mập. Nhưng khi cứu được thì cô bé cũng đuối sức. Do dung nham kỵ nước, việc nhảy xuống nước khiến năng lượng của cô bé cạn kiệt. Cậu bé cá mập lập tức chạy thật nhanh đưa cô bé đến miệng núi lửa thả xuống. Thấy hai người bạn thập tử nhất sinh như vậy, không màng cả tính mạng của mình, Peter lúc này vô cùng cảm động. Cậu thức tỉnh năng lực thật sự của mình. Cậu trở thành chủ nhân thực sự của hành tinh, tự cho mình những năng lực đặc biệt, cũng tạo thêm sức mạnh cho hai người bạn của mình. Cô bé dung nham cũng do Peter tạo ra. Nhờ có Peter, cô thức tỉnh sức mạnh của mặt trời. Peter làm tan băng dưới nước cho cậu bé cá mập. Cậu bé cá mập biến thành vua của đại dương. Cậu sai khiến cá mập đến đánh cho tên quái vật điện một trận. Peter tìm đến cậu bạn xấu tính của mình. Hai người lập tức tiến hành cuộc chiến không đội trời chung. Cậu bé xấu tính biến ra những con cá hung dữ tấn công Peter. Peter cũng biến ra những giọt nước giam đàn cá. Peter lại biến ra cơn mưa đá tấn công cậu bạn, khiến cho đầu cậu ta phình to. Cậu bạn cũng chẳng vượt. Cậu ta nhảy lên biến cho đầu mình bé lại. Hai người điều khiển đá dâng lên cao. Peter chất vấn cậu bạn, có phải vì trước kia giấc mơ của cậu bị phá hủy, nên giờ cậu lại thành người chuyên đi phá hủy giấc mơ của người khác? Chúng ta đều có thể làm lại, mơ những giấc mơ đẹp hơn, sáng tạo ra thế giới trong giấc mơ đẹp hơn. Thế giới đã bị mất. Peter giơ tay ra muốn hòa giải với bạn mình. Khi hai người sắp đặt được sự hòa giải thì cây cậu đổ sụp. Peter nhanh trí tưởng tượng ra một chiếc ván bay. Cậu cưỡi trên chiếc ván đó cứu bạn của mình. Cậu bé xấu tính đã nhận sai và muốn khôi phục lại giấc mơ của mình. Tên quái vật không chịu tỉnh ngộ, hắn muốn tiến đến phá hủy trái đất. Cô bé dung nham nói với Peter, năng lực của cậu là vô hạn, chỉ cần cậu có lòng tin vào những giấc mơ của mình, hiện thực cũng sẽ thay đổi theo. Peter nghe lời cô bé nhắm mắt lại. Cậu tỉnh lại tại ở lớp học. Mọi thứ cậu trải qua như một giấc mơ, nhưng quái vật điện lại đang thực sự xuất hiện bên ngoài sân trường. Thấy giáo nhìn con quái vật có khuôn mặt của mình ngơ ngác, mọi người đều không biết phải làm gì với con quái vật. Peter chợt nhớ ra trái tim nước, cậu gọi Lily lại và đưa nó cho cô bé. Lily nhận ra viên đá trong giấc mơ của mình. Cô bé tiến đến tên quái vật, dùng tay biến ra băng tuyết tấn công tên quái vật. Tên quái vật nổ tung và biến mất. Mọi người vui mừng ùa ra sân trường. Thầy giáo cũng nhận ra vấn đề về giáo dục của mình. Sự dạy dỗ mà giết chết giấc mơ của những đứa trẻ cũng chẳng khác nào làm hại đám trẻ nhỏ. Đây cũng chính là ý nghĩa xuyên suốt của bộ phim này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.